vận hạn năm 2024 của người tuổi Dậu có bước nhảy vọt lớn, công việc hay tiền bạc đều gia tăng mạnh mẽ. Xem tử vi tuổi Dậu năm giáp thìn 2024 nhận định rằng có thể coi năm quý mão 2023 là một bước lôi, thì sang năm giáp thìn 2024 thì những chú ga sẽ có bước nhảy vọt gấp nhiều lần vận trình hành thông được nhiều các tin chiếu mệnh, công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, tiền bạc gia tăng không ngưng. Xem tử vi năm giáp thìn 2024 cho các tuổi dậu như sau: tuổi tinh dậu, ất dậu, kỷ dậu, tân dậu và quý dậu. Tuổi tinh dậu sinh năm 1957, năm 2000 24 nay là 68 tuổi, mệnh Sơn Hạ Quả, Bình Hòa, Lưu Niên. Tuổi Kỷ Dậu sanh năm 1969, năm 2024 nay là 56 tuổi, mệnh Đại Trạch Thổ, tương sinh Lưu Niên. Tuổi Tân Dậu sanh năm 1981, năm 2023 nay là 44 tuổi, mệnh Thạch Lũ Mộc, tương sinh Lưu Niên tội quỷ Dậu sinh năm 1993, năm 2024 này là 32 tuổi, mệnh kiểm phòng kim, tường khắc lô niên. Và tuổi ất Dậu sinh năm 2005, năm 2024 này là 20 tuổi, mệnh tuyền trùng thủy, tường khắc lô niên. Năm quỷ mạo 2023, được coi là một bước lùi đối với con giáp người tuổi dậu. Bước sang năm giáp thìn 2024 này đối với đường sổ sẽ có bước nhảy vọt gấp nhiều lần. Vận trình hành thông được nhiều các tin chiếu mệnh, công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, tiền bạc gia tăng không ngừng. Công việc có bước phát triển rõ rệt trong năm bản mệnh giữ được cái đầu lạnh, sự bình tĩnh, sản xuất nên thường là người đầu tiên nắm bắt các cơ hội đem về nhiều lợi ích cho bản thân lẫn tập thể. Người làm lãnh đạo cũng đưa ra được những quyết sách đúng đắn giúp tập thể tìm ra hướng đi mới, thoát khỏi lỗi mòn trước đây, thu về nhiều thành công rực rỡ. Tài khỉ trong năm gia tăng mạnh, công việc thuận lợi kéo theo tình hình tiền bạc cũng gia tăng đều rằng thậm chí trong năm còn có nhiều lộc về kinh doanh, vùng bản hoặc các khoản tiền tăng lương, tăng thưởng. Với những ai làm kinh tế, bạn khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nên có lượng khách hàng đông đảo không sợ đối thủ cạnh tranh trời xấu. Phương diện tình cảm có tốt có xấu, khuyên bản mệnh nên nghiêm túc, chân thành khi đến với người khác, như vậy mới duy trì được mỗi quan hệ lâu bền. Ngoài ra, bạn cũng trở nên cả tin nghe theo lời ngon tiếng ngọt của kẻ khác bị lừa gạt tình cảm. Với những ai đã lập gia đình, hãy giữ khoảng cách đúng mực với người ngoài, tránh để kẻ thứ ba xuất hiện. Sức khỏe trong năm 2024 do duy trì được thể trạng sức khỏe khá tốt thậm chí một vài người còn chữa được tận gốc những căn bệnh mãn tính đã làm phiền mình suốt bảy lâu. Hãy luôn giữ chế độ sinh hoạt khoa học, rèn luyện thể chất mỗi ngày để luôn khỏe mạnh. Một số cặp đôi đón tin vui về con cái. Xem vận hạn năm giáp thân 2024 của người tuổi dậu luận về các phương diện trong cuộc sống. Một luận về phương diện công danh sự nghiệp. Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi giàu có nhiều bước tiến triển rõ rệt trong năm nay. Một phần là nhờ vào có nhiều các tin phù trợ, nhưng phần lớn là nhờ chính bạn đã luôn chăm chỉ, nỗ lực, không quản ngại khó khăn. Cục diện nhị hợp cho thấy bạn luôn duy trì được đầu óc tỉnh tảo, phản ứng nhanh nhạy nên thường đưa ra được những quyết sách nhanh chóng và chính xác nắm bắt thời cơ dẫn đầu sự hưởng Năm nay nếu có ý định thực hiện những dự định lớn lao thì bạn có thể lựa chọn thời điểm thích hợp nhất để tiến hành ngay. Dù là người vừa bước chân vào môi trường mới hay là người đã có nhiều năm kinh nghiệm, bản mệnh cũng gây được ấn tượng với cấp trên và được dành cho nhiều cơ hội khẳng định bản thân chỉnh quan soi triệu còn là dấu hiệu chứng tỏ bạn hoàn toàn xứng đáng đủ năng lực để đứng ở một vị trí cao hơn giúp phát huy tài năng mở rộng tầm ảnh hưởng dẫn dắt tập thể đi tới thành công các tình tử vi đem lại tác động tích cực giúp các mối quan hệ xã giao của bạn được mở rộng. Còn giáp này có thể quen biết được với quỹ nhân trong năm nay đối phương không chỉ truyền dạy những kinh nghiệm quý giá giúp bạn khắc phục khó khăn mà còn có thể đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích giúp bạn tìm ra hướng đi mới phát triển bản thân. Tất nhiên, không phải thời điểm nào trong năm bạn cũng vạn sự như ý do tác động của hung tinh như tử phù chẳng hạn. Hung tinh này tuy nhỏ nhưng nếu chủ quan khinh suất nó có thể biến thành những cơ hội tưởng chừng ngon ăn thành nguy cơ bất cứ lúc nào. Do đó, bản mệnh dù đang thẳng thể cũng trở tỏ ra kiêu ngạo coi thường người khác. Nếu bạn không chuỗi cách hành xử thì có thể biến bạn thành thù bất cứ khi nào. Kẻ tiểu nhân luôn rình rập. Chờ lúc bạn phạm sai sót thì tìm cỡ để hạ bệ bạn ngay. Trước khi đưa ra những quyết định hay bắt tay vào công việc nào đó, bạn nhớ đánh giá tình hình, cân nhắc tới thực lực bản thân không nên cổ chấp theo đuổi một điều gì đó hoặc quả cả tin nghe theo lời chủ dỗ của kẻ xấu. Hai, bạn cử đi chậm mà chắc thì cơ hội thành công cao hơn là chạy theo xu thế thị trường. Muốn phát triển thì hãy phát huy điểm mạnh bản thân. Hai, luận về phương diện tài chính. Xem vận hạn năm giáp thìn 2024 về phương diện tài lộc của người tuổi dậu thấy rõ rằng dấu hiệu phượng phát tăng tiến, hứa hẹn tiền bạc rụng rỉnh hơn nhiều so với năm 2023. Nhiều cơ hội ập tới, hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nắm bắt, chắc chắn công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Với người theo đuổi con đường sự nghiệp công danh, bạn gặt hải được thành công cao trong công việc nên thường được lãnh đạo đánh giá cao. Nhờ có cục diện nhị hợp và các tình tử vi soi chiếu người tuổi giàu dễ được phân công những nhiệm vụ quan trọng. Nếu hoàn thành tốt thì không nhận được tuyên dương, khen thưởng mà còn có thể được thăng chức, tăng lương, tăng thưởng. Nếu nhận định thấy mình đóng góp nhiều cho sự phát triển của tập thể, bạn cũng có thể tự tin đề xuất được tăng lương với cấp trên. Chắc chắn chẳng vì lãnh đạo nào có thể từ chối một nhân viên xứng đáng như bạn chính quan cho thấy những người làm lãnh đạo thường đưa ra được những quyết sách đúng đẳng giúp tập thể phát triển ổn định và nhanh chóng hơn xưa. Những thành tích gặt hái cũng giúp cho tập thể thu về không ít những loại nhận. Bạn không những làm giàu cho bản thân mà còn làm giàu cho những người tin tưởng đi theo mình. Với người làm kinh tế, bạn được chính tài phù trợ nên nhiều mỗi làm ăn, buôn bản thu được lời lãi vượt ngoài dự tính hơn nữa, bạn còn là người có mối quan hệ rộng rãi, làm ăn dự trữ tính nên số lượng khách hàng tin tưởng ngày càng đông hơn. Bạn có thể kiếm được một khoản ổn định mà không cần lo lắng quá nhiều tới sự cạnh tranh từ đối thủ. Bạn mệnh cũng có thể xem xét tới việc ký kết thêm hợp đồng hoặc mở rộng quy mô buôn bản sản xuất trong năm nay. Có thể bạn sẽ phải vất vả hơn đòi chút Xong, làm đến đâu, thấy kết quả đến đẩy, bạn sẽ thấy công sức mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, hãy đề phòng sức ảnh hưởng của hung tinh tự phu. Bạn nên thận trọng nếu có ý định bước chân vào một lĩnh vực nào đó mới mẻ. Đừng thấy ai kiếm tiền về đầy tuổi cũng muốn bắt trước theo, bởi có thể đối phương có thể có những lợi thế mà bạn không có được. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo phương diện tình cảm của người tuổi dậu có tốt có xấu do cả những yếu tố khách quan và chủ quan vì thế bạn nên chú ý hơn trong cách nói năng hành xử trong mỗi quan hệ với mọi người xung quanh để hạn chế rắc rối trong năm nay người độc thân có thể được bạn bè người thân giới thiệu cho một vài đối tượng xem mắt nếu có thiện cảm với ai thì bạn nên chủ động trò chuyện để kéo gần khoảng cách với người đó, trở nên ngại ngùng hoặc thờ ơ kẹo không giữ được mỗi lương duyên. Sao hàm trì xuất hiện là dấu hiệu cho thấy bạn dễ vướng vào những rắc rối trong chuyện tình cảm. Do đó yêu ai thì cần nghiêm túc, trở đứng nỗi này mà trong nỗi nọ hay bắt cả hai tay kẹo cuối cùng thì lắm mỗi tỏi ngầm không. Nếu bạn không chân thành trong tình yêu thì dễ khiến cho những người chân thành với mình tổn thương, đến lúc hỏi hận thì khó có thể củ phản được nữa. Bên cạnh đó, một số người cũng phải lý trí hơn trong chuyện tình cảm, trở siêu lòng vì những lời ngon tiếng ngọt của những người mình chưa thật sự hiểu rõ. Muốn biết đối phương có thật lòng với mình hay không, đừng chỉ nghe theo lời nói của đối phương. Bạn cần để ý xem những hành động của người ấy có thể hiện rõ sự quan tâm, chân thành với mình hay không. Với những người đã lập gia đình, mối quan hệ vợ chồng không có nhiều biến động xong nhưng đó cũng không phải là dấu hiệu tốt lành trong năm nay có thể những dấu hiệu rạn nứt đang xuất hiện dần dần mà cả hai đều không nhận ra mỗi ngày hãy dành thời gian để trò chuyện giúp đỡ nhau những việc nhỏ nhặt cũng đủ thể hiện sự quan tâm giúp tình cảm thêm phần gắn kết người trưởng thành khó tránh khỏi những lúc phải xả giao tiệc tùng xong bạn cần phải chủ động giữ khoảng cách thích hợp với người khác phải đừng để đào hoa xấu là cơ hội có xuất hiện. Trước khi làm việc gì, bạn cần nghĩ tới người thân, đừng buông thả bản thân, kẹo hỏi hận không kịp. 4. Luận về phương diện sức khỏe Xem vận hạn năm giáp thân 2024 cho biết, sức khỏe của người tuổi giàu duy trì được trạng thái khá tốt, còn giáp này nhắc nhở bản thân duy trì lối sống điều độ, dành thời gian để rèn luyện thể dục thể thao, giúp cơ thể thêm phần khỏe mạnh, dẻo dai. Với người đang có bệnh trong người, hãy luôn suy nghĩ lạc quan, thực hiện theo đúng lời dặn dò từ bác sĩ, bạn sẽ thấy bệnh tật có dấu hiệu cải thiện. Thậm chí một vài người gặp đúng thầy đúng thuốc còn có thể chữa dứt căn bệnh đã làm phiền mình suốt bảy lâu nay. Những lúc cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, đừng ngại tâm sự với những người đáng tin cậy, bạn sẽ cảm thấy tinh thần mình trở nên thư thái, nhẹ nhõm hơn nhiều. Có nhiều chuyện đừng giấu trong lòng, bạn sẽ cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi. Bạn phải mở lòng thì người khác mới có thể giúp đỡ bạn được. Ngoài ra, nhờ sự nâng đỡ của các tình tự vi, mà một số cặp đôi sẽ đón tin vui với chuyện cưới hỏi hoặc còn cãi trong năm giáp thân, nhất là những gia đình hiểm muộn. Xem vận hạn năm 2024 cho từng tuổi dậu như sau. 1. Tuổi đinh dậu sinh năm 1957 mệnh hỏa. Bước sang năm giáp thân có thể nói là một năm khá bình yên đối với người tuổi đinh dậu Mọi mặt cuộc sống của bản mệnh ổn định không phải đối diện với sống to chó lớn nào. Nhiều người ở độ tuổi này đã nghỉ hưu nên không phải quá lo lắng nhiều đến công việc. Thậm chí nhờ có vốn kiến thức, kinh nghiệm tích lũy lâu năm mà bạn giúp đỡ được cho người khác trở thành quỹ nhân của một ai đó. Tình hình tài chính không có biến động gì lớn, bạn duy trì được mức sống ổn định, có của ăn cổ để không phải suy tính quá nhiều trước khi mua sắm. Tuy nhiên, nếu cầm nhiều tiền trong tay, bản mệnh nên có phương án gợi tiết kiệm hoặc giữ cho kỹ, đừng để kẻ xấu lừa gạt khiến công sức bao năm, đổ sông, đổ biển. 2. Tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, mệnh thổ Người tuổi Kỷ Dậu cũng trải qua một năm giáp thình 2024, không có nhiều biển động, bạn có cách hành xử, nổi năng, điềm đạm nên tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, tránh được những tranh chấp, mâu thuẫn không đáng có. Phương diện sự nghiệp phát triển bình ổn, bạn là người giàu kinh nghiệm nên đưa ra được nhiều quyết định chính xác giúp ích cho tập thể. Nếu làm lãnh đạo, bạn thường nhận được sự tôn trọng và nể phục của nhân viên cấp dưới tình hình tài lọc phát triển rực rỡ khi bạn liên tiếp nhận được tiền thưởng nóng hoặc tiền lời lại mà không tốn quá nhiều công sức bản mệnh kiểm tiền dựa vào công sức của chính mình nên có thể yên tâm hưởng thụ không lo bị ai chiếm đoạt tuy nhiên trong gia đạo bản mệnh nên quan tâm nhiều hơn tới nửa kia và con cái của mình chở đưa ra những ý kiến áp đặt người khác trước khi ra lệnh hãy đặt mình vào vị trí của người thân như vậy thì bầu không khí gia đình sẽ hòa thuận hơn nhiều. ba Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, mạnh mộc. Người sinh năm 1981 hãy cố gắng hết sức mình trong mọi việc, như vậy thì công sức của bạn sẽ không uổng phí. Trên phương diện sự nghiệp, đừng ngại đổi mới bản thân và học hỏi thêm những kiến thức, kỹ năng mới có thể trong quá trình đó, bạn sẽ khám phá được thêm nhiều điểm mạnh của mình, tìm ra hướng đi mới trong công việc. Tình hình tài chính ổn định, nếu bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao thì không thiểu các khoản thưởng nóng. Với người làm kinh tế, do đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nên bạn kiếm được khoản tiền ngày một tăng tiến. Nếu có tiền trong tay, bạn có thể suy tính mở rộng thị trường hoặc đầu tư vào một vài lĩnh vực khác. Mỗi quan hệ vợ chồng thiên về bình ổn, bạn nên dành thêm nhiều thời gian hơn để quan tâm tới người thân, đừng dành hết thời gian hoặc tâm huyết cho sự nghiệp. Mỗi ngày, dù bận rộn đến mấy cũng đừng quên trò chuyện và giúp đỡ mọi người, việc đó có tác dụng gắn kết tình cảm. 4. Tuổi quỷ dậu sinh năm 1993, mệnh kim. Người tuổi quỷ giàu có một năm khá thuận lợi để phát triển sự nghiệp và tài chính. Bạn vẫn còn trẻ, vì vậy đừng ngại cống hiến hết sức lao động của mình. Sự cố gắng của bạn sẽ được ghi nhận và mở ra nhiều cơ hội trong tương lai. Bạn mệnh đừng ngần ngại thể hiện quan điểm, ý kiến của mình trong tập thể. Nhiều khả năng bạn sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Thêm vào đó, đừng ngại thử thách bản thân trong những lĩnh vực mới bởi dù thành công hay thất bại bạn cũng sẽ học thêm bài học kinh nghiệm quỹ giả cho bản thân việc kiểm tiền nhìn chung khá thuận lợi dù có thể bạn chưa được khoản thu lời lãi dư giả như dự kiến bạn vẫn còn trẻ vì thể hại chăm chỉ học thêm những kiến thức mới từ sách vở và từ những người đi trước như vậy bạn sẽ tránh được nhiều nguy cơ và nhận ra nhiều cơ hội trước mắt phương diện tình cảm, người đã lập gia đình cần thủy chung với nửa kia của mình, đừng vì một phút ham vui mà đánh mất hạnh phúc mình đang có. người còn độc thân nên chủ động hơn trong chuyện tình cảm, đừng để lỡ mất các mối lương duyên. Một số cặp đôi đón tin vui về chuyện con cái trong năm. Năm tuổi ất dậu sinh năm 2005 mệnh thủy. Các bạn trẻ sinh năm 2005 không gặp phải quá nhiều khó khăn trong năm giáp thình này. Vì vậy, bạn hãy tự tin làm những điều mà mình cho là đúng. Và vấp trên đường đời là không thể tránh khỏi. Xong, cũng nhờ thế mà bạn trở nên bản lĩnh hơn. Hãy dành nhiều thời gian cho việc học hành. Không hạn chế ở bất cứ lĩnh vực nào, bạn sẽ tiếp thu được thêm nhiều kiến thức hữu ích áp dụng được cho tương lai. Đồng thời, nếu có cơ hội, bạn cũng đừng từ chối những công việc làm thêm dù có thể có áp lực vất vả một chút xong bạn rèn luyện được nhiều kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp sau này tình hình tài lộc nhìn chung ở mức bình ổn đa số mọi người vẫn phụ thuộc vào sự trợ cấp của người thân hãy có cách chi tiêu hợp lý tiết kiệm chở đua đòi chạy theo xu thế thị trường kẹo rơi vào cảnh trải tuổi muốn cải thiện thu nhập bạn có thể đi làm thêm hoặc thử kinh doanh với quy mô nhỏ Phương diện tình cảm, bạn trở nên ngây thơ tin theo lời ngon tiếng ngọt của kẻ khác hoặc có ý định bắt cả hai tay. Nếu bạn quả ngây thơ hoặc không nghiêm túc trong chuyện tình cảm thì bạn rất dễ phải chịu tổn thương hoặc làm tổn thương người khác. Xem vận hạn năm Giáp Thìn 2024 của người tuổi Dậu qua 12 tháng trong năm. Tháng 1 âm lịch tháng này, công việc làm ăn xuân xả có thể là thời điểm khởi sự quan trọng nào đó, quyết định đưa ra rất nhanh chóng và chính xác, có điều tình cảm gặp trục trặc do sự dỗi trả. Tháng 2 âm lịch Bước sang tháng mới, cơ hội làm ăn lớn đến ngay trước mắt nhưng lại để tuột mất vì sự ngạo mạn cá nhân. Tiền bạc tiêu hao nhiều cho cả bản thân và gia đình. Đề phòng mất trộm tiền của tháng 3 âm lịch, tháng này tài khỉ khởi vượng, kinh doanh buôn bán cỏ lộc, làm công ăn lương được đề bạc thăng tiến hoặc tăng lương, đi xa gặp quý nhân phù trợ trong nhà có hỷ tính. Tháng 4 âm lịch, tháng này gặp bất lợi khi phải đứng mũi chịu sao trong việc quan trọng nào đó, nên tìm người học tuổi để hợp tác làm ăn sẽ thuận lợi hơn, vẫn thu về thành quả như mong đợi. Sức khỏe gặp bất lợi cho cơ thể căng thẳng, khó tránh bị đau nửa đầu hoặc các tật về mắt. Tháng 5 âm lịch, đề phòng hỏa hoạn hay mất cấp đồ cỏ giá trị. Tiền bạc tiêu hào nhiều, một phần đầu tư cho các mối quan hệ xã giao, một phần vì thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ của bản thân. Tháng 6 âm lịch, tháng này có quý nhân phù trợ trong công việc và chuyện tình cảm có khách quỷ phương xa mang tin vui đến. Tháng 7 âm lịch, tháng này tài kỹ vượng làm ăn phát đạt có thể kỹ kết hợp đồng lớn làm được điều mà phần đông không nhìn ra cơ hội trong đó. Tháng 8 âm lịch, đi đứng cẩn thận kẻo gặp họa hình thương, bị va quạt xe cộ hoặc vấp ngã gây chấn thương vùng lưng hoặc bụng. Phụ nữ có thai càng cần phải đi đứng cẩn trọng tháng chỉnh âm lịch, tháng này tiền thu về nhiều hơn là chi tiêu. Lúc nào cũng rủng rỉnh, hỗ trợ cả cho người thân, bạn bè. Có dấu hiệu thăng tiến trong công việc nhờ một vài ý tưởng sáng tạo mới lạ. Tháng 10 âm lịch, tháng này có cơ hội thể hiện tài năng hoặc khẳng định vị thế được cất nhắc đề bạc lên một vị trí tốt hơn. Tài lộc gia tăng ở nhiều nguồn, có điều cơ thể suy nhược do quả lao lực nên chủ trọng nghỉ ngơi. Tháng 11 âm lịch Tháng này, dấu hiệu thị phi đeo bẩm gây cản trở công việc hoặc tiến hành yêu đương của bản mệnh, đi xa gặp bất lợi có thể gặp tai nạn đường sông nước, hết sức thận trọng. Tháng 12 âm lịch tháng cuối cùng của năm giáp thân Vượng vận quỹ nhân gặp khó có người nâng đỡ, mở rộng công việc làm ăn hay thậm chí chuyển đổi quy mô, thay đổi công việc, thuyền triển công tác đều có lợi cho đường số. Thu nhập gia tăng đáng kể gồm cả lương thưởng và các khoản thu nhập phụ. Kết luận Xem vận hạn năm giáp thìn 2024 cho con giáp người tuổi giàu thấy rằng năm nay thuận lợi, hành thông hơn gấp nhiều lần so với năm trước 2023. Dù tình hình kinh tế thời cuộc khó khăn chung, nhưng đương sổ vẫn nắm bắt được nhiều cơ hội làm ăn lớn, làm giàu chính đảng, hứa hẹn một năm bội thu về các phương diện cùng lúc. Thoát khỏi màn mây che mờ phủ của năm cũ, dấu hiệu tăng trưởng trong vận trình xuyên suốt năm giáp thành 2024 của những chủ gà khá rõ rệt. Thời của đường sổ đã tới, chỉ cần vững vàng tâm trí, chăm chỉ làm việc, nỗ lực ám sát mục tiêu tới cùng thì người tuổi giàu sẽ thu về thành quả rực rỡ trong năm